Vâng, xin chào tất cả anh em. Trên bàn mình đây là một bộ linh kiện máy tính cũng thuộc loại là cũng là khủng nhưng cũng chưa phải là cao nhất bây giờ các bạn ạ. Đây là mình nhận nắp cho khách một cây chơi PUBG giá dao động khoảng 25 triệu đổ lại. Thì mình đã đi chọn lựa linh kiện cho khách và đã đặt sẵn ở trên bàn này rồi. Tí nữa các bạn cùng mình đi ráp bộ này vào và test thử xem hiệu năng của bộ này như thế nào các bạn nhé. Và đây mình sẽ đi sâu vào từng sản phẩm cho anh em xem. Cái này thì năm nay là 2018 rồi, tháng 12 2018 rồi thì cũng không còn gì mới mẻ đối với những cái dòng main B250 này nữa rồi. Nhưng mà đối với tầm giá của khách hàng đưa ra thì mình không thể mua được những cái dòng mới như bây giờ, ví dụ như là chip Corvallex rồi main 360 hoặc là main 390, không thể đi theo dòng 300 series được các bạn ạ. Nó chỉ tầm tiền với giá của khách thôi. Và khách có nhu cầu là chơi PUBG. PUBG thì thực sự kể cả chip G nó cũng chơi với cả G. Chip G kết hợp với card GTX 1060 là chơi đã rất là mượt rồi. Nhưng mà khách thích chip G cao hơn, thích chip G i7. Đấy. Trong này của mình là khách sử dụng chip Intel Core i7 6700. Thì theo đó thì mình sẽ đi kèm với cả main Asus ROG B250 H Gaming để gánh con i7 đó. Và ngoài để xử lý đồ họa cho game của chúng ta thì mình sẽ sử dụng cả GeForce GTX 1050 Titan của Galaxy. Tất cả đây là đều hàng mới các bạn nhé, bảo hành 36 tháng. Và RAM đây thì mình sử dụng là RAM 4GB DDR4 bus 2133. SSD sử dụng NATAK SSD 120GB, bảo hành cũng 36 tháng tất. Ổ cứng HDD 500GB lưu trữ dữ liệu cũng bảo hành 24 tháng thôi. Ổ này nó bảo hành ít. Và con nguồn 550W GTR rất là nặng các bạn. Mình mua linh kiện này ở trên mình có mua ở trên Hà Nội Motor và có mua ở chỗ khác. Bởi vì Hà Nội Computer họ đã không còn hàng i7 6700 nữa rồi và họ đã hết hàng đó rồi, họ chỉ còn có i7 8700 thôi và những dòng Core i9 bây giờ thôi. Còn đâu mình đi săn lùng để mua được con chip 6700 mà tất cả main B250 bây giờ mà mới thì thực sự nó cũng không phải là dễ đâu các bạn ạ. Đấy. Và vỏ cây mình lấy của hãng Simatech. Kính cường lực các bạn nhé, 3 fan led và quạt RGB, mình có mua thêm quạt RGB, 3 fan RGB có điều khiển. Và quá trình mua ở trên đó thì họ đã test thử qua các linh kiện ở đây rồi để xem có lỗi sản phẩm không thì họ đổi luôn tại cửa hàng rồi. Nên khi đó con chip Core i7 đã được đắp sẵn trong main rồi, nó được để sẵn trong hộp rồi các bạn. Còn đâu tất cả linh kiện mình về mình sẽ ráp lại. Mình thích ráp, mình là người thích vỏ vạch, thích yêu công nghệ thì mình sẽ để im, mình sẽ không bảo họ lắp vào cây, mình về mình ráp. Bây giờ anh em cùng với mình sẽ đi ráp cái cây này cùng với mình nhé. Ok anh em, đi làm. Bắt đầu chúng ta khui hộp tất cả những sản phẩm này ra và để ráp thành một bộ cây cùng với mình nhé. Đầu tiên là mình sẽ mở con main này ra. Con main đây các bạn ạ, trông rất là hầm hố, khá là đẹp. Con này thì đã lắp sẵn con chip vào trong này rồi. Để anh ở kỹ thuật lắp sẵn chip để test xem main có lỗi không để đổi luôn nữa các bạn. Mình đã lắp sẵn vào đây rồi. Bây giờ đã phải bọc lại ni lông của mình. Bây giờ mình sẽ dỡ hết ni lông của nó ra. Được chiếc mền nha các bạn. Ép SATA này, chặn mền này, điện driver này, không cần. Rồi, thế rồi, bỏ thôi các bạn. Mình sẽ khui hết hộp ra rồi để
RAM các bạn. Đến GTX Galax. Sẽ hướng dẫn đĩa, cũng có đĩa driver các bạn, vứt bỏ không cần, cái này tao trên mạng là hết các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với mình đi lắp những cái sản phẩm này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng lắp thôi các bạn. Mình lắp ở đây là mình lắp cho khách của mình, thì mình lắp theo cách thực tế nhất các bạn nhé, và cẩn thận nhất, chứ mình không không phải mình lắp để gọi là để cho showroom cho nó đẹp, nên đôi lúc các bạn nhìn mà nó không có chuyên nghiệp thì các bạn thông cảm nhé. Tại vì mình làm rất là cẩn thận, mình phải đánh hết cả socket đi thì bắt đầu mình mới cắm RAM thôi các bạn. Mình đánh socket đi mình mới cắm RAM. Như thế các bạn là nhìn đừng có cười nhá, không lại bảo chứ ai đi lắp main thì đi đánh RAM, đánh socket thì nó mới không bị lỗi các bạn. Sốc RAM là lắp xong RAM rồi các bạn. Nhưng mà thôi chết rồi. Mình đặt mua cái củ tản nhiệt từ web gaming ấy, nhưng mà nó lại hết hàng, nó chưa ship về cho mình. Thôi bây giờ mình lắp tạm này test thử cho anh em nhé. Lúc nào nó về cái củ tản nhiệt từ web và tản nhiệt khí nó cao lù lù này, nó có đèn led RGB ấy, thì mình sẽ lắp xong anh em nhé. Bây giờ mình lắp tạm này để cho chip nó ấy đã, cho test lên đã, nó chip nó mát đi một tí đó.
lắp quạt đây các bạn. Đang hoàn thiện RAM với cả quạt chip rồi các bạn nhé. Bây giờ sẽ lắp vào cây. Kính. Vú ốc của nó các bạn, cao vú ốc này. Cho lui đây cho anh em xem cùng. Nó sẽ tận bên. Anh em nào xem mà thấy hơi lâu thì thông cảm chút nhé. Bắt tất cả các ốc vào là được các bạn. Rồi, mình đã bắt xong ốc rồi, cái này mình không bắt bằng máy các bạn, bắt bằng máy sợ nó khỏe hoặc nó cháy gen mất nên chịu khó bắt bằng tay các bạn. Đến bây giờ là mình đến lắp nguồn, dựng lên mình đi lắp nguồn đây. Cái nguồn đều được bọc dưới hết thì trông rất là ác các bạn. Quên 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 quên. Nguồn này nó không cần phải luôn. Nhét vào đây ra sao? Từ nguồn đấy vào đây là ok mà. Mình lại để lui này ra các bạn nhìn. Cái nguồn này thì dùng máy được các bạn. Đây, dùng máy cho nó nhanh.
luồn sau, bây giờ luồn đi cắm dây được các bạn. Để chia dây thôi. Nguồn to nhất này. Nguồn trên bên này. Dây không dùng đến là bó và cất đi các bạn. HDD led này, các kiểu led liếc các kiểu nguồn dưới này hết. USB. Các kiểu đây, thì là quay lại anh cắm. Trước khi cắm hãy đánh xóc két các bạn. Xong một thời gian đi dây thì mình đã đi dây xong hết rồi các bạn, để đỡ làm mất thời gian các bạn. Đi dây các kiểu mình đã thắt thít hết rồi. Cái này của mình nó bị ngược sáng nên nó hơi tối nhé. Mình soi cho anh em xem. Chỗ này lắp HDD ở dưới rồi này, HDD này, tất cả dây thừa đổ hết đây rồi này, thít rồi. SDD mình lắp ở bên này này. Thế bây giờ xong rồi các bạn, bây giờ là chỉ lắp cả hình là xong thôi. Cho lại gần cho anh em xem. Giờ đến lắp cặp màn hình các quên một cái là chưa cạy nắp đằng sau, bây giờ mình sẽ cạy.
Rồi, thế là nắp hoàn thiện cái cây rồi các bạn ạ. Rồi, ổ cứng SSD cho vào đây rồi này các bạn này. Cả hình các kiểu lắp hết rồi. Cái nắp cẩn thận, đấy cũng cần tiếng đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lắp cắm màn và sẽ bật lên và cài đặt các kiểu anh em nhé. Anh em chờ một tí, bây giờ mình sẽ đi lấy màn, lấy dây nguồn các thứ nhé. Rồi, Bây giờ xong một thì thời gian mình đã kết nối màn miếc và cắm tất cả các dây vào cho nó rồi các bạn ơi. Đây chính là đèn chờ lên của nó nhá. Cái này chỉ cần cấp điện vào nguồn là nó sáng. Bên nó cứ đỏ như này các bạn. Còn bên Asus này cũng khá là đẹp. Mình toàn làm tông màu đỏ hết à. Đây là màn 27 inch full viền các bạn. Đây là cũng là màn mình lấy cho khách, khách yêu cầu màn 27 inch full viền. Con này là màn của ViewSonic các bạn nhé. Chúng ta sẽ tham quan trước khi nó được bật bừng sáng các bạn nhé. Sau này thì cũng không có gì. Rồi, bây giờ mình sẽ bật nó lên. Bên này nó khởi động lâu lắm các bạn ạ. Nó như bên Giga đâu. Đấy, nó tít một cái này bắt đầu nó sẽ lên. Các bạn để ý vào màn hình. Mình quên chưa cắm nguồn màn hình các bạn nhé. Nó lên rồi đấy. Đây chính là thông số của phần cứng đấy các bạn này. Asus Strix B250H Gaming CPU Intel Core i7 6700 3.4 GHz, tổng số RAM là 8192 MB DDR4 2133, SATA 5 là có VDC này 500 GB và SATA 6 là SSD 120 GB các bạn nhé. Các công nghệ của mình chuyên nhận cây build các kiểu các bạn nhé. Khách có nhu cầu làm cây như thế nào thì liên hệ mình thì mình sẽ làm các bạn ạ. Vì cái niềm đam mê nên mình tạo ra cái góc công nghệ này các bạn ạ, để thỏa mãn niềm đam mê của mình và hỗ trợ cho các bạn nữa. Các bạn nào có nhu cầu thì mình hỗ trợ sửa chữa và lắp đặt các thứ cho các bạn nhé. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua cáp của mình ở đây nhé. Số điện thoại mình để trong cáp này các bạn này, 0961 214 215 các bạn nhé. Có vấn đề gì thì các bạn cứ nhắn tin hoặc gọi điện cũng được nhé. Nhắn tin mình trả lời hết các bạn nhé. Đây là một bộ cây mình ghép cho khách để chơi PUBG. Quay từ sáng đấy, bây giờ hoàn thiện rồi thì show cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ đi cài đặt Windows các kiểu. Con này là main Skylake rồi, thì mình sẽ cài Windows 10 các bạn nhé, để cho nó khai thác hết được cấu hình phần cứng của nó. Win 7 bên này mình cũng cài được. Có bạn không cài được Win 7 bên này đâu nhá, nhưng mà có USB chuyên dụng thì vẫn cài được các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ đi cài Windows xong, cài xong thì mình sẽ có clip test cái bộ cây này, test PUBG, test Proof Max, test đồ họa xem nó có mượt mà hay không các bạn nhé. Ok các bạn. Chào một tí. Bye.